chào các bạn. Xin chào mừng các bạn đến với kênh Tảo Ca nha. Hôm nay mình đang đứng trước một quán bánh căn ở Phan Rang, Sóc Tràm, nhưng mà ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là bánh căn Phan Rang Hai Toàn. Mình vô quán rồi nè. Mình đang ngồi kế cái cây mai đó, là bóng râm luôn. Rồi bếp đó, Tết mà cây mai đó mà chỗ bông chắc đẹp lắm ta. Đây là bánh xèo. Bánh xèo nhỏ nhắn chưa? Chắc các bạn cũng biết là bánh xèo này rồi đúng không? Bánh xèo này ở miền Trung có nhân thịt, nhân tôm, có thêm giá bỏ vô nữa. Nhẹ nhàng lấy ra, thao nhân luôn, quá trời nhân. Có thịt à. Đó, xếp ra nắng chưa. Dầu rớt xuống dưới. Một dĩa vậy là 5 cái à. Đây là bánh mì đó. Nồi hành nè. Trời ơi, gì mà quá trời vậy. Rồi, đây là bếp. Cái bếp thần thánh đó nha. Khu bánh ngọt. Bánh khọt, bánh căn chắc làm chung quá. Bánh căn thì nó bự hơn bánh thọt. Đó, mực tôi đã rói luôn. Theo mình được biết á, là bánh căn này á, là chủ tiệm là sinh viên, thành ra là giá cũng rất là sinh viên. Nhưng mà sinh viên là cách đây là cũng gần mười mấy năm ấy nha, chứ giờ chắc cũng ra trường luôn rồi. Dạ, khoảng 35 tuổi, 36 tuổi. Lúc mình ăn ở đây cũng đâu cũng được 15 năm rồi mà. Thấy không? Nhẹ nhàng bỏ lên. Ở đây là chính gốc luôn, Phan Rang luôn, người Phan Rang làm luôn. Có bán gì? Chả cá Phan Rang nữa đó, chả cá Phan Rang ngon. Điều lạ ở đây là bánh căn là có thêm bánh mì mà chiên bỏ lên, mấy chỗ khác không có. Rồi, nước chấm. Ở đây có 3 loại nước chấm nha. Đây là nước chấm đậu phộng nè. Rồi kế bên là mắm nêm nè. Còn kế bên nữa là chua ngọt. Không muốn ăn gì bạn ăn. Nhưng mà tốt nhất á, theo mình á, là trộn hai loại mắm này lại với nhau, mắm nêm và mắm đậu phộng. Còn bên đây là gì mà đỏ đỏ nè? Ngọt. Nước mắm chua ngọt. Vắt chanh lên á. Đây, mắm nêm. Nêm ngon lắm nha. Mình có kêu thêm phần bánh cuốn, phần bánh canh. Bánh căn. Chả cá nè, chả cá là lấy ở Phan Rang làm luôn đó. Rồi một cái gỏi cuốn luôn. Ở đây gọi là gỏi cuốn chứ ở đó gọi là cuốn nha. Cuốn Phan Rang. À, ở trong. Cuốn gì nhiêu mẹ? 15.000. Trời ơi, 15.000. Trong này có trứng nè. Rồi có chả cá nè, có rau dưa leo. Mềm lắm, ăn được, ngon. Hình như là cái món này là cảm giác là ngon nhất cái quán này đó. Rồi sau đó là tới bánh căn. Bánh canh hay là bánh căn? Bánh căn, rồi đến bánh canh. Kêu hơi bị khó đúng không? Đây. Một dĩa bánh căn tôm. Đây có 8 cái, 35.000. Rồi. Bánh ngon chưa nè. Rồi mình phải trộn vô ớt rồi một miếng xoài vô nha. Cuốn rau gì nó mới ngon đó nha. Eo eo eo. Các bạn đã tới Phan Rang chưa? Nếu như mà chưa thì các bạn thử ăn món này đi. Và món Phan Rang ở Phan, món này ở Phan Rang nó khác với đây nha. Ở Phan Rang thì có thêm là cá nè, nước chấm và nước chấm, nước cá. Còn này thì chắc là nó đã biến tấu cho phù hợp với người miền Nam. Đây là cuốn đó nha. Cuốn rất là ngon. Wow, ngon lắm.
mới mới cuốn hay sao á, nó mềm ở ngoài rồi rau nó cũng tươi nữa, mềm. Ở đây mình chấm món này nhất. Món này ngon nhất á. Ba cháy luôn. Ăn xong rồi bỏ chân lên luôn thấy không? Ngon. Ngon quá trời ngon. Nói chung nói chứ cái món này ở đây, quán này ở đây là đỉnh nhất đó. Rồi mới tới thì là món phụ đúng không? Nhưng mà cái món nó thấy chấm á. Còn đây là món bánh căn. Căn. Cái nước chấm mình nãy cái trộn với lại mắm nêm rồi đó, cho nên nó mới đậm xuống. Còn ở quán á thì nó hơi lạ. Trộn hai loại nước chấm với nhau là ngon nhất luôn. Còn đây là bánh căn. Nó hơi bị quẹo lưỡi một chút qua đó. Ở đây có bán chả cá mà chua chiên á. Bạn nào muốn mang về thì mua mang về nấu thử thì được á. Rồi. Bẻ ra. Ở trong có trứng cút. Trứng cút hả? À, mình bẻ ra cho các bạn coi nè. Trứng cút đó nha. Lòng đỏ nhiều hơn. Ở đây có nhiều món lắm. Chẳng hạn như là mực nè. Tôm. Thịt. Cái gì nữa ta? Quán chả cá phải ra đây, đây là biển hiệu. Đây là khuôn viên ở trong nhà. Ở trong nhà lớn lắm đó nha. Chú ơi, hãy bấm subscribe. Kênh. Kênh Tảo Ca. Tin 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 tin. Rồi, chương trình gia đình Tảo Ca xin chào các bạn. Bye bye các cô chú nha. Woohoo! Krr 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 krr.